Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Khang Phim Trong video lần này, Khang Phim sẽ đánh giá bộ phim 11 niềm hy vọng Và với phim này, Khang Phim khuyên bạn nên chạy đi, đừng để nó bỏ bùi yêu Bởi vì phim quá dở và lộn xộn 11 niềm hy vọng là phim tâm lý tình cảm tuổi mới lớn, ổ lộn, tình cảm tuổi đã lớn nhưng chưa già. Chuyện phim xoay quanh những chàng trai trong đội tuyển trẻ của bóng đá Việt Nam, khoác lên mình màu cờ đỏ được niềm tin. Những chàng trai một mặt phải cháy hết mình cho tổ quốc, cho người hâm mộ, mặt khác lại phải đấu tranh tâm lý dữ dằn vì sự cám dỗ của đồng tiền. Phong, Nhan Phúc Vinh vào vai là một cầu thủ dự bị nhưng luôn có khát khao được lên đá chính. Giữa mong muốn đạt được đam mê, cùng những cám dỗ giữa dòng đời và sự rắc rối đến từ gia đình, bạn bè, liệu Phong có thể mang về niềm hy vọng chiến thắng cho đội tuyển hay không? 11. Niềm hy vọng khai thác chuyện dàn xếp chỉ số, sự lục đục nội bộ trong đội bóng, cũng như tình cảm tay ba tay bốn lẫn lộn lung tung giữa các nhân vật khi nhân vật Phong bị đồng đội thù ghét đến mức phải tìm mọi chiêu trò để hạ bệ anh thì không ai biết rằng sự thật đằng sau sự thù hận ganh đua đó là gì. Phong là cầu thủ dự bị, bị la lên la xuống trong lúc tập, chỉ được ra sân và nổi lên có một lần. Không lẽ cái chuyện này lại gây ra sự thù ghét đến mức kinh khủng như phim mô tả? Và ông huấn luyện viên đã ở đâu trong những lúc này? Tại sao mấy không giải hòa cho các cầu thủ để mang lại sự gắn kết chặt chẽ mà đội bóng cần có? Nhân vật Phong được mô tả là một người khá kém trong khâu tập luyện. Như khen phim đã trình bày ở bên trên, anh ta luôn tục hậu và bị huấn luyện viên khiển trách trước toàn đội. Nhưng bỗng chốc chỉ sau vài đêm tập luyện cùng cô con gái của huấn luyện viên, thì Phong lại trở nên tài giỏi bất thường. Điểm vô lý mà bạn có thể dễ dàng nhận ra, đó là tại sao có thể luyện tập vào ban đêm, trong khi sân bóng lúc đó tối ôm, nhìn mặt còn không rõ nữa chứ nhìn trái bóng. Chẳng lẽ có gái là mọi thứ được cải thiện ha? Nếu vậy thì gái đẹp cũng có thể coi là liệu đớp binh hợp lệ trong thể thao ha. Khán giả cũng không khỏi xoay vòng vòng trong rạp, vì bỗng dưng cô bạn thân của Phong lại quay 180 độ, đi yêu một chàng trai khác trong đội tên là Nam. Trong khi trước đó chính cô này gợi ý chuyện cô ta có tình cảm trên cả tình bạn với Phong. Thêm nữa, khen phim còn thấy nhân vật cô bạn thân của Phong quá thừa thải, không đóng góp được gì cho bộ phim cả. 11 niềm hy vọng còn mô tả đội tuyển Thái Lan như là những kẻ chuyên chơi xấu, dùng thủ thuật trong đội khi thi đấu. Điều này chắc chắn sẽ khiến nước bạn có cái nhìn ác cảm về phim về đất nước Việt Nam. Đẹp, ngực bự, nhiều muối là những gì bạn có thể thấy ở ngoại hình các diễn viên trong phim này là một bộ phim lấy bóng đá làm trọng tâm, nhưng phim lại thiếu đi những cảnh tập luyện chuyên cần thấy dầu đó là màn ăn chơi xa đọa của những nơi sang chảnh chẳng liên quan gì đến bóng đá trừ chú công ninh hoàng phi và hiếu nguyễn có khả năng diễn xuất ổn ra còn lại các diễn viên khác đều động tâm hiệp lực mang chung một phong cách đơ và ngang như cua khi thoại nhân vật trang và nhung chia sẻ chung một quan điểm hãy cứ thoại ngang cũng được khuôn mặt cũng đơ như tượng cũng được miễn được lên phim là được các nhân vật nam khác thì lúc nào cởi được ta cứ cởi cởi dài nút khoe ngực cũng được hay dán áo lên khoe muối hoặc là ngồi trong bồn tắm khoe ngực khen phim có cảm giác như bộ phim là một nơi để khoe thân hơn là diễn xuất. Trong khi đó thì nhân vật phản diện nhìn có vẻ điểu cán, khá hợp với gia diễn, nhưng lại không hề có hành động nào xứng tầm với nhân vật của anh cả. Nhân vật này nói, nói liên tục, nói nhiều đến phát mệt và luôn tỏ vẻ nguy hiểm nhưng chẳng làm ăn được tích sự gì. Một sự yếu kém của phim Việt mà 11 niềm hy vọng cũng dính phải, đó là lạm dụng kỹ xảo, mặc dù kỹ xảo xấu như ma và ảo tung chảo. Tất cả các cảnh quay thi đấu bóng đá đều được ghép hình ảnh khán giả trên khán đài vào một cách lộ liễu giả tạo và giống như là mới học làm kỹ thuật xóa phong xanh vậy chưa hết có lắm lúc bạn sẽ cảm thấy chuyển động của cầu thủ bị trượt và không khớp với hình ảnh của khán đài được ghép phía sau có lẽ việc theo dõi chuyển động chưa được chú trọng nên mới gây ra lỗi đáng chê trách này ngay cả đến một cảnh đơn giản như cầu thủ đi ra từ phòng nghỉ để tiếp tục thi đấu cũng chả mừng nổi cái sân bóng thật để cho quay nên phải sử dụng kỹ xảo ghép vào một cách trơ trẽn điểm sáng duy nhất của bộ phim này là phần âm nhạc các ca khúc được sử dụng trong phim nghe khá bắt tay, nhất là bài Niềm tin chiến thắng do ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện. Ngoài chuyện đó ra, phim không ổn ở bất kỳ điểm nào. Vậy có nên xem 11 niềm hy vọng hay không? Không! Mình là một người ít xem bóng đá. Và sau khi xem phim này, mình sẽ suy nghĩ về việc ngừng xem luôn các phim về bóng đá của Việt Nam. Đã qua rồi cái thời cứ có diễn viên đẹp là phim sẽ đắt khách. Khen phim sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình cải tiến phim Việt và mang phim dở đi xa khỏi khán giả hơn. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Khen Phim. Đừng quên like, share video này và nhấn subscribe khen phim để cùng nhau mang phim dở đi xa khán giả nhiều hơn nha.